Rắc đầy sông núi, anh em ta rắc đầy sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian sản, ta thể chết cho quê hương. Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Buổi phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2016, và là buổi phát thanh lần thứ 1788 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. 7 người bất đồng chính kiến bị tuyên án tù trong tháng 3. Một đại diện khối xã hội dân sự bị câu lưu tại phi trường Nội Bài. Dân Tây Nguyên điêu đứng vì đại nạn hạn hán. Nông dân Thái Lan phản đối công ty Trung Cộng rút cạn nước sông. Thế giới chấn động vì tai tiếng trốn thuế của giới nhà giàu và quyền thế. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Ngay sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Lía, người đã bị công an Việt Nam chặn đánh dọc đường khi ông đi dự lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo thọ nạn. Giữa chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam, còn gọi là tuyên ngôn 8406. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Nguyễn Hưng Quốc, tựa đề Đoàn kết là thắng. Đặc biệt, chương trình hôm nay được sự bảo trợ lần thứ hai của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tại Auckland, New Zealand trong lịch vàng 365 ngày năm 2016. Đồng thời, để vinh danh ông Mai Văn Phong, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Chỉ trong vòng tháng 3 vừa qua, Bạo quyền Hà Nội đã tuyên án tù đối với 7 người bất đồng chính kiến với các cáo buộc như tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá chế độ. Trong thông cáo đưa ra vào hôm qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do cho 7 người bất đồng chính kiến, vì họ chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân, tức một quyền căn bản được ghi nhận trong Công ước Quốc tế. Cần nhắc lại là vào ngày 23 tháng 3, Tòa án Hà Nội đã tuyên án tù đối với blogger Anh Ba Sàm, tức là Nguyễn Hữu Vinh, cùng với người cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Một ngày sau thì ông Đinh Tất Thắng cũng lãnh án tù chỉ vì tố cáo tham nhũng. Và tại Sài Gòn thì vào ngày 30 tháng 3, blogger Nguyễn Đình Ngọc, bút danh Nguyễn Ngọc Già, đã bị phán án 4 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng ngày thì ba phụ nữ dân oan là bà Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai và Nguyễn Thị Trí cũng bị tuyên án tổng cộng 10 năm tù chỉ vì cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc biểu tình trước Tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn. Vào lúc 4 giờ chiều hôm qua, anh Mai Văn Tám, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, đã bị giới chức an ninh phi trường Nội Bài câu lưu sau khi trở về từ Thái Lan. Được biết anh Mai Văn Tám là một thành viên trong phái đoàn xã hội dân sự 14 người sang Thái Lan tham dự diễn đàn xã hội khối ASEAN vào hôm 31 tháng 3 vừa qua. Sau khi máy bay đáp xuống phi trường Nội Bài, anh Tám đã bị công an phi trường áp giải vào phòng thẩm vấn, bị tịch thu sổ thông hành và một số vật dụng cá nhân. Anh Tám bị thẩm vấn từ 4 giờ chiều cho đến nửa đêm. Vào lúc 1 giờ sáng hôm nay, anh Tám mới được trả tự do, nhưng công an không trả lại điện thoại và sổ thông hành. Theo lời kể của mục sư Nguyễn Trung Tôn, thì anh Mai Văn Tám là trưởng đoàn đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam sang Bangkok để tham dự diễn đàn Đông Nam Á. Hà Nội cũng cử một phái đoàn nhà nước sang dự. Vì thế phía Việt Nam có đến hai đại diện. Trong bài phát biểu tại diễn đàn, anh Tám đã thẳng thắn cho biết là các tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam vẫn tiếp tục bị nhà cầm quyền đàn áp. Có lẽ vì thế mà anh bị câu lưu khi về đến Hà Nội. Không chỉ có người dân miền Nam đang lao đao, mà người dân Tây Nguyên cũng đang khốn đốn vì đại nạn hạn hán, với hàng chục ngàn mẫu cà phê và hạt tiêu đang chết khô vì không có nước tưới. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp,
thì 160.000 mẫu tiêu và cà phê ở Tây Nguyên có nguy cơ mất trắng, đặc biệt là khi đỉnh điểm khô hạn sẽ diễn ra vào tháng 4 này và kéo dài đến tháng 6. Hiện hàng trăm hồ đập chứa nước đã cạn kiệt, kể cả các sông suối cũng gần như trơ đáy. Tỉnh Gia Lai là nơi bị thiệt hại nặng nhất, với hàng loạt mẫu cà phê đã đậu trái sau Tết, nhưng đang rụng dần. Nhiều nông dân đã gạt nước mắt, nhổ bỏ cọc tiêu để chuyển sang trồng các loại hoa màu ngắn hạn để chống đói. Giới nông dân tỉnh Chiang Rai thuộc miền Bắc Thái Lan đã mạnh mẽ phản đối việc công ty Trung Cộng đang rút cạn nước sông Inh để tưới các ruộng chuối của công ty. Đây là công ty trồng chuối xuất cảng với diện tích cả ngàn mẫu ở khu vực Pre Mang Rai. Trong bối cảnh hạn hán nặng nề hiện nay, hành động rút cạn nước của công ty này đã gây thêm tác hại đối với ngành nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, người dân Chiang Rai cũng lo lắng trước tình trạng công ty Trung Cộng sử dụng nhiều hóa chất độc hại để gia tăng sản lượng. Trong một diễn biến khác thì nước Anh cũng tỏ ra phẫn nộ trước nguồn tin Trung Cộng sẽ gia tăng mức thuế đối với sắt thép nhập cảng từ Anh, khiến cho các tập đoàn sản xuất của Anh đứng trước nguy cơ phá sản vì không thể cạnh tranh với Trung Cộng. Trong hai ngày qua, dư luận thế giới đã lên cơn sốt trước vụ phanh phui hàng trăm ngàn dân nhà giàu và giới lãnh đạo quốc gia đã sử dụng một công ty ở xứ Panama để che giấu tài sản và trốn thuế. Tỷ căn đan này có tên là Hồ sơ Panama, được giới truyền thông đánh giá là vụ tai tiếng lớn nhất thế kỷ 21, với hàng loạt các nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới có tên trong tập hồ sơ, gồm hơn 11 triệu văn kiện và bị giới truyền thông quốc tế tung ra kể từ chiều Chủ nhật vừa qua. Trong số đó, có cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và thân nhân của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Hiện chưa biết là trong danh sách đó có quan chức Việt Nam nào hay không. Thưa quý thính giả, trong phần thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng theo dõi buổi phỏng vấn giữa phóng viên Thomas Việt của Đài Đáp Lời Sông Núi với ông Nguyễn Văn Lía để tìm hiểu về sự việc ông Nguyễn Văn Lía đã bị công an đánh trọng thương khi ông đang trên đường đi dự lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa Hảo thọ nạn. Minh Nguyệt xin nhường lời cho anh Thomas Việt. Chào ông Nguyễn Văn Lía, chúng tôi từ Radio Đáp Lời Sông Núi. Ông có thể cho biết việc ông bị mật vụ cộng sản đánh khi ông đi dự lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn là như thế nào thưa ông? Dạ, đó là ngày 22 tháng 3, 2016. Tôi sáng sáng lúc 6 giờ 15 phút, tôi rời khỏi nhà đi bằng xe đạp. Trong khi đó thì tôi mặc quốc phục, tức là áo dài khăn đóng. Mình tính đi qua Quang Minh Tự để mà tham dự với cùng anh em đồng đạo tín hữu ở nhân cái ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn tóc vàng, tức là ngày 16 tháng 4, 1947, do Vũ Vinh về bề lũ. Việt Minh lúc đó ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thì từ trước đến giờ đó, sau khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt á, trong tín đồ Phật giáo Hảo đều có tổ chức 3 ngày lễ trọng thể, tức là ngày khai đạo 18 tháng 5 âm lịch, ngày 25 tháng 1 âm lịch và ngày 25 tháng 2 âm lịch. Nhưng mà dưới chế độ cộng sản này thì họ gạt bỏ cái đại lễ 25 tháng 2 âm lịch đi ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn, mà chỉ cho 2 ngày lễ kia thôi. Ngày lễ 25 tháng 2 sắp đến thì họ ràng cản và cho mặc vụ cũng đang bao vây tất cả những tín đồ mà có uy tín trong đạo, kể cả những điểm nào mà sắp làm lễ. Thì trở lại vấn đề là lúc 6 giờ 15 mình đi ra khỏi nhà mới có 800 thước à. Thì công an, vụ công an tỉnh, công an huyện nó chạy theo sau lưng thôi, chứ không làm gì. Nhưng mà nó cho hai tên công an đó giả dạng côn đồ, mặc áo khung quần cục. Trước khi khỏi là tôi mới có chừng chưa được cây số thì nó đạp ra ngang, nó làm tôi té ngang, rồi nó đánh tôi hai bên quai hàm, rồi nó bỏ chạy. Trong đó rớt cái căn đóng xuống đất, về tôi đi không được. Tôi ngồi xuống đó thì tất cả công an nó đang bủa dây tôi, nhất là công an mặc quốc phục, nó tự tâm đồng á, nó đâu nó túa ra, nó sợ mình phản ứng lại, thành ra nó đến yểm trợ cho hai tên công an mà đánh tôi đó. Lúc đó tôi mới gọi điện thoại bên Quan Minh Tự, anh em bên bển ông Võ Văn Thanh Liên cùng một số đồng đạo trên 10 người qua đón tôi, chở tôi về bển. Nhưng mà đi đến cái bến đò mà chợ Mừng Lớn thì có một tên công an đò xuống không cho đò đi. Anh em này là phản đối là mãnh liệt, thành ra biết sau cùng là nó cho đò đi, đủ thằng đó lên luôn, có trịch thành, có tên đó nữa. Rồi đi đến khỏi thị trấn Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới mà xuống chùa, xuống Quan Minh Tự đó thì khoảng độ 2 cây số, thì khoảng giữa đó, tức là gần bến xe Chợ Mới đó, thì họ công an xét giao thông đó,
nó chừng một mười tên, nó đưa nhiều cua ra mà cho xe này vào đường. Thay vì nó lại xét cái tờ xe có hợp lệ hay không, này không. Vừa áp vào đường thì cái đám công an thì giả dạng con tò đó mặc thường phục lắm, áp đánh cả hàng trăm người, đánh tới tắt. Không hơn họ nói chuyện vừa đánh thì tử thì thôi chứ không có nói gì hết. Không có nói đi đâu hay làm gì chứ. Họ làm áp lực từ trưa trước giờ tôi chưa thấy cái sự bạo hành như thế này. Rất là hung hăng, tàn nhẫn, dã man lắm. Đánh bóng tôi đủ, nó té xuống. Hôm nay cũng trên 60 tuổi rồi. Nhất là cái đồng đạo tên chính á, tu sĩ. Đánh ngã xuống cái đống đá mà của người ta sắp làm nhà đó. Thành ra bất tỉnh, làm cho cái người này không chỉ thở thao pháp thôi. Nhưng mà không buông tha. Mà nó đánh mấy kia rồi thì ông giỏi dân thanh liêm á. Đi ổng về chùa, thành ra nó cho một người chở về thôi. Còn nhiều nhà nó bắt phải hoài trở lại. Thì đồng thời những năm này đó, nó bắt phải hoài trở lại bệnh viện. Nhưng người nào bệnh thì nó kéo lâu lên cũng như cái khúc cây vậy đó, như sắc chết vậy đó. Nhưng mà năm này thì số người bệnh đó không dám đưa đi bệnh viện. Cho nên nó chở tốt lên tại phía ngang. Tức là cách cái chỗ là chỗ địa điểm nó lên tỉnh toàn độ chuyện gần 10 cây số. Lên nhà đồng đạo ngọt đó. Ở đó để mà kêu bác sĩ rồi với y sĩ lại những người quen đó lại chích thuốc và di chuyển đến biển. Thì đến gần 5 giờ chiều mới trở về Quang Minh Tự, thấy tình hình cũng lắng dịu, trở về Quang Minh Tự. Lúc đó là tôi ở đó còn là một chiếc xe, nó biểu tôi lên xe, phải một hai lên xe mà phải đi về. Rồi biểu tôi lên xe, tôi nói tôi không có cái bằng lái xe ra sao, tôi đã có gian thôi. Nên biểu tôi lên xe để bắt tôi hay sao, bắt phạt tôi hay sao, tôi đi không được. Cái thằng đó tôi biết nó, ông đi đi, tôi bảo đảm ông, không ai bắt ông đâu. Nhưng mà đi khoảng độ lên đó chưa thấy thị trấn thì nó đánh tôi rồi. Nhưng mà cuối cùng lên một đổ nữa gần thị trấn, cách thị trấn cũng tốt thôi. Lặng đạp xe nghe. Nhưng mà tôi chạy chậm, thành ra nó té không có đến đổ gì. Tự nhào xuống đánh tôi. Đồng thời nó đè xuống giật điện thoại luôn. Tôi đã bị ba lần đánh. Tức là đánh ở trên đường mà đi cách nhà gần cái số rồi qua bệnh hai lần đánh nữa. Cái này rõ ràng là họ tìm cách để mà đàn áp tôn giáo. Đi ngông nhanh cái ngày mà cái thầy thọ hạn đó. Họ sợ mình quốc hạnh, mà thiệt ra cái việc xa xưa rồi, mình đâu có nhắc tới làm chi, mà mình chỉ làm lại cái ngày Đức Thầy vắng mặt thôi. Cái ngày mà Thầy trò xa cách thôi, chứ mình đâu có, họ có quyền tới trong ta, mà đâu có làm gì họ được đâu. Chính cầu nguyện với quốc tế dân an và tánh thể Đức Thầy bình an như thôi. Thì mình tương tưởng Đức Thầy tuy vắng mặt vậy chứ, thì không có thể mà họ giết chết được. Mà Ngài ẩn lánh ở đâu đó, để chờ Ngài để mà hoàn thành cái sứ mạng của Ngài thôi. Tôi lượt sơ qua vậy, cái gì thấy? Dạ, được biết ông là đáng tuổi cha chú của những người mà ra tay đánh ông, cũng như là họ ra tay đánh những cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Tí và Hòa Hảo miền Tây. Thì từ đó mình có thể nói lên cái gì, cái đạo đức của những mặt vụ này, thưa ông? Cái họ không có đạo đức gì đâu anh ơi. Thì cái đạo đức của họ thì bỏ sau lưng mà họ làm theo cái cuồng vọng, người dân như là khát máu vậy. Trong cái thời quá khứ của họ, họ đậu lúc tôn giáo. Bây giờ ai mà nói về đề mà đòi hỏi quyền giáo thì họ cứ cho rằng đậu lúc tôn giáo. Mà chính họ là vào chùa, vào tự viện, vào thánh thất, vào nhà thờ để mà đậu lúc tôn giáo, được hoạt động tôn giáo. Bây giờ họ trở lại cái người một tên cộng sản chính thống rồi đó. Thì họ chặt nhánh rồi nhổ gốc luôn. Những cái cơ sở của họ hồi trước họ nương nhờ đó. Chính họ cũng ẩn thân ở trong Phật giáo Hảo này hay tất cả tôn giáo khác trên địa phận miền Nam này. Đến khi họ xuất đầu lộ diện rồi họ không có kể gì cái đạo đức của họ. Nói chung là họ chưa một đạo đức nào hết. Mặc dù họ kêu ra là học tập đạo đức Hồ Chí Minh chứ ông Hồ Chí Minh có đạo đức gì đâu. Cho nên đối với họ là muốn mà tiêu diệt tất cả tôn giáo thế gian này, nơi nào có cộng sản là nơi đó phải là không còn tôn giáo. Cho nên cuối năm 1999 đó, họ đưa ra các ban đại diện mà trong đó tất cả 11 thành viên các ban đại diện đều là đảng viên cộng sản không à. Cho nên nắm quyền cái tôn giáo đó để họ sai sử. Cho nên diễn nó cũng thường nói, như Liên Đạt đó, là trên ban đại sự trung ương đó, bây giờ đó, nó thường nói tôi không phải là người tín đồ giáo Hảo, mà tôi làm theo chỉ đạo của đảng viên cộng sản. Nói gì còn gì nữa. Cho nên mình không thể nói tưởng tượng được với cái độ cộng sản này. Chị tôi rất là nhiều lần bị tù đài rồi, đánh áp rồi, mới ra tù có hơn 5 tháng đây. Phải tìm cách để mà đánh gục gã những người nào mà có uy tín trong tôn giáo, bất kể cái gì mà đạo đức hay luân lý gì hết. Dạ, cảm ơn ông Nguyễn Văn Lía đã cho Radio Đáp Lời Sông Núi chúng tôi cuộc phỏng vấn này, nhân việc ông và những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Thuần Tí và Hòa Hảo miền Tây khác đã bị mặt vụ Cộng sản Việt Nam đánh đập
cách rất là dã man ngày hôm qua, ngày 2 tháng 4. Cảm ơn, xin chúc bình an và xin chào ông ạ. Dạ, xin cảm ơn quý đài đã có những lời mà để hỏi tôi. Và tôi cũng mong rằng quý vị cũng nên truyền qua địa đạt sau này tất cả thế giới nên biết cái sự mà khổ ải chúng tôi phải chịu đựng qua những năm qua và gần đây nhất, và thấy cái sự đàn áp tôn giáo của họ đó một ngày tiến triển chứ không khi nào dừng lại. Nhờ quý ông truyền đạt tin này và nhờ làm thế nào để mà can thiệp dùm với cái tín đồ Việt Nam bớt cái sức đàn áp như vậy, để người tín đồ chúng tôi lo bề tu hành như thôi, chứ không có làm gì khác hơn là ngoài tu hành theo giáo lý Phật giáo hảo thôi. Dạ, xin cảm ơn ông. Dạ, xin chào ông. Thưa quý thính giả, cách đây 10 năm, ngày 8 tháng 4 năm 2006, một bản tuyên ngôn do 118 người ký tên đưa ra một lộ trình để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị ở Việt Nam. Ngày tuyên ngôn ra đời cũng là ngày khối 8406 xuất hiện. Sau 10 năm tồn tại và phát triển, hôm nay một bản tuyên bố chung do 3 tổ chức gồm khối 8406, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và Hội Anh Em Dân Chủ công bố. Trong một thời sự hôm nay, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi xin trích những đoạn chính để cống hiến quý thính giả sau đây. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, kính thưa phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại quốc nội lẫn hải ngoại, kính thưa các chính phủ dân chủ năm châu, các cơ quan nhân quyền quốc tế, ngày 8 tháng 4 năm 2016 đánh dấu 10 năm ngày tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam ra đời giữa lòng chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng trong phong trào đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 1945, với 118 danh tánh, chữ ký và địa chỉ, tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam đã dõng dạc và thẳng thắn nhận định thực trạng Việt Nam. Do bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã luôn đè ám lên đầu, lên cổ toàn dân Việt Nam, chính cái bóng ma ấy đã triệt tiêu hầu hết những quyền con người cả hai mặt tinh thần và thể chất của toàn dân tộc. Tiễn đã xác minh rằng, bất kỳ nước nào đã bị rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa cộng sản thì đều điêu tàn thê thảm cả. Con đường hôm qua của dân tộc ta đã bị những người cộng sản Việt Nam chọn một cách vội vàng, thiếu chín chắn và áp đặt cho cả dân tộc một cách khiên cưỡng. Con đường ấy thực tế đã chứng minh là hoàn toàn sai lạc. Vì vậy, dân tộc ta hôm nay phải chọn lại con đường cho mình. Mục tiêu, phương pháp và ý nghĩa cuộc đấu tranh là: mục tiêu cao nhất là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của đất nước. Trong đó, hệ thống tam quyền, lập pháp, hành pháp, tư pháp phải được phân lập rõ ràng. Thể chế chính trị độc đảng dứt khoát phải bị chôn tán vĩnh viễn vào quá khứ. Từ đó, dân tộc sẽ tìm được những con người tốt nhất, những lực lượng chính trị giỏi nhất sau mỗi kỳ bầu cử để lãnh đạo đất nước. Thứ hai, tuyên ngôn 8406 đã mau chóng nhận được sự tán đồng của hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Tất cả liên kết với nhau thành một phong trào quần chúng, một tập thể công khai nỗ lực thực hiện tinh thần, đường hướng lẫn nội dung của tuyên ngôn và đã tự gọi mình bằng cái tên 8406. Thứ ba, cùng lúc tuyên ngôn và khối 8406 đã được sự ủng hộ của nhiều tổ chức và cá nhân quốc tế, của nhiều chính khách dân chủ và nhà hoạt động nhân quyền khắp năm châu. Thứ tư, nhưng cũng kể từ đó, Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp khốc liệt vì hoạt động dân chủ và nhân quyền cho đất nước và dân tộc. Trong 10 năm qua, đã có 50 thành viên khối 8406 bị tống ngục, tổng cộng 231 năm tù. Đối lại, sự cống hiến của các thành viên khối 8406 đã được các tổ chức nhân quyền của người Việt cũng như của quốc tế đánh giá cao. Cho đến nay,
các thành viên khối 8406 đã nhận được 31 giải nhân quyền quốc tế và 37 giải nhân quyền của người Việt. Thứ năm, nhưng điều quan trọng hơn là tinh thần của tuyên ngôn và khối 8406 đã đẩy mạnh phong trào đòi tự do dân chủ của đồng bào Việt Nam, nhất là ở quốc nội. Điển hình trước mắt là sự xuất hiện của các tổ chức xã hội dân sự nhắm mục tiêu chủ yếu là tự do, dân chủ và nhân quyền, là sự hình thành lực lượng nông dân, công nhân, tín đồ để đòi lại những gì đã bị nhà cầm quyền tước đoạt, là sự thiết lập hàng ngàn trang dân báo độc lập trên mạng toàn cầu với chủ đích công bố sự thật và bên Việt lẽ phải. Nay, nhân kỷ niệm quan trọng này, ba tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây đồng thanh tuyên bố. Thứ nhất, thân ái nhắc nhở đồng bào trong và ngoài nước về mầm hy vọng đã nhú lên cách đây 10 năm và ngày càng trở thành cây dân chủ vững mạnh. Thứ hai, tha thiết kêu gọi mọi thành viên của khối 8406, hội cựu tù nhân lương tâm, hội anh em dân chủ và các tổ chức xã hội dân sự khác hãy cùng nhau đánh dấu chặng đường 10 năm phong trào tự do dân chủ này bằng cách phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, đường lối và phương pháp đấu tranh bất bạo động trong mọi tầng lớp dân chúng. Đặc biệt, phong trào dân oan đòi đất đai, phong trào công nhân đòi quyền lợi, phong trào tín đồ đòi tự do tôn giáo, giới sinh viên, học sinh, giáo chức, sửa soạn cho ngày toàn dân đứng lên khôi phục nhân quyền và thiết lập dân chủ cho toàn dân tộc ta. Thứ ba, mạnh mẽ đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thả ngay tức khắc và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và nhất là phải chấm dứt thủ đoạn bắt giam rồi tống ra hải ngoại các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ. Chúng tôi chân thành đề nghị các chính phủ dân chủ, nhất là Hoa Kỳ, đừng tiếp tay cho thủ đoạn lưu manh của Cộng sản bằng cách đón nhận những nhà tranh đấu xuất sắc mà Hà Nội muốn tìm mọi cách trục xuất ra khỏi Việt Nam vì sợ hãi. Ba tổ chức xã hội dân sự đồng ký tên khối tự do dân chủ 8406, đại diện kỹ sư Đỗ Nam Hải và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, đại diện bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Phan Văn Lợi, hội anh em dân chủ, đại diện kỹ sư Phạm Văn Trội và mục sư Nguyễn Trung Tôn. Đài phát thanh Đáp lời sông núi với hệ thống Audio Now, chỉ cần bấm số 1-832-999-1124, quý thính giả có thể nghe đài Đáp lời sông núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Thưa quý thính giả, trong thời đại tin học, ngay cả một chế độ độc tài đảng trị như Cộng sản Việt Nam cũng phải chùn bước nếu toàn dân đoàn kết đấu tranh. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề Đoàn kết là thắng, sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Mới đây, vào đầu tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang ra lệnh giải tán chợ nông sản Tấn Tài, bắt mọi người phải dọn đến một khu chợ mới cách đó nửa cây số do tư nhân làm chủ. Hơn 500 tiểu thương trong chợ Tấn Tài phản đối quyết liệt. Họ xuống đường biểu tình chống lại quyết định của chính quyền địa phương. Ngày 11 tháng 3, giới lãnh đạo thành phố đến gặp các tiểu thương để thương lượng. Cuối cùng, trước những phản ứng gay gắt của dân chúng, ông Dương Ái Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phan Rang, đã công bố thu hồi quyết định di rời chợ Tấn Tài đã ban hành. Cuộc tranh đấu của các tiểu thương coi như toàn thắng. Trước đó 1-2 tuần, các ngư dân tại Sầm Sơn, Thanh Hóa cũng xuống đường chống lại quyết định dẹp bỏ bến neo đậu thuyền đánh cá trong thị xã để lấy chỗ xây dựng các khu giải trí và du lịch. Cuộc xuống đường thu hút cả mấy trăm người với khẩu hiệu Biển là của dân và Trả lại biển cho người dân Sầm Sơn. Sau hơn 10 ngày đấu tranh căng thẳng, cuối cùng chính quyền Thanh Hóa phải nhượng bộ. Trong một cuộc gặp gỡ với dân chúng vào ngày 7 tháng 3, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, đã công khai nhận khuyết điểm và đồng ý với những kiến nghị chính đáng của người dân. Ông cam kết, nếu bà con không đồng ý chính sách của tỉnh thì cứ tiếp tục làm như lâu nay. Mọi người vỗ tay mừng thắng lợi. Nhớ vào đầu năm 2015, khi chính quyền Hà Nội chủ trương chặt hạ 6.700 cây xanh, dân chúng cũng xuống đường phản đối dữ dội. Thoạt đầu, chính quyền tỏ ra cứng rắn,
hơn nữa phản ứng một cách rất trịch thượng. Ông Phan Đăng Long, phó ban tuyên giáo thành ủy, cho việc chặt cây và thay thế cây trong thành phố là quyết định của các cơ quan quản lý, không cần thiết phải hỏi ý kiến người dân. Dân chúng càng phản đối mạnh, nhóm Vì Một Hà Nội Xanh được hình thành. Họ tổ chức các cuộc xuống đường tuần hành khá thường xuyên và gửi kiến nghị đi khắp nơi. Cuối cùng, chính quyền nhượng bộ ra lệnh dừng việc chặt cây, hơn nữa còn kiểm điểm các cán bộ có liên hệ đến dự án chặt cây trong thành phố. Phong trào bảo vệ cây xanh đã kết thúc thắng lợi. Cả ba trường hợp nêu trên chứng tỏ một sự thật đơn giản nhưng hết sức quan trọng. Khi dân chúng đoàn kết và quyết liệt, họ sẽ chiến thắng. Ai cũng biết chính quyền Việt Nam hiện nay độc tài và thối nát. Họ cấu kết với các nhóm lợi ích để vơ vét mọi quyền lợi vào trong tay. Họ bất chấp các nguyện vọng của dân chúng. Dân chúng bất mãn, họ mặc kệ. Dân chúng phản đối, họ sai công an đến trấn áp. Mà công an thì lúc nào cũng bảo vệ đảng, với lý do như họ công khai tuyên bố trong câu khẩu hiệu "Còn đảng, còn mình". Dưới sự áp bức ấy, dân chúng chỉ còn một con đường duy nhất, chống đối. Hình thức chống đối phổ biến và tiêu biểu nhất là sự chống đối của những người dân bị cưỡng chiếm đất đai. Từ nhiều năm nay, tại các thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn, lúc nào cũng xuất hiện hàng chục người được gọi là dân oan, biểu tình trước các cơ quan công quyền để đòi lại đất hoặc đòi phải tăng tiền đền bù cho những lô đất hoặc nhà cửa bị giải tỏa của họ. Các cuộc biểu tình của họ thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng cho đến nay, khó có thể nói là thành công. Có hai lý do chính. Một là số người biểu tình quá ít, thường chỉ vài ba chục người. Hai là tất cả đều là nông dân, nơi đất đai bị cưỡng chiếm là ở nông thôn. Trong khi, như là một quy luật, trong thời hiện đại, cách mạng chủ yếu là hiện tượng của thành thị. Chỉ ở thành thị mới có khả năng thu hút đông người. Chỉ ở thành thị mới lôi kéo được giới truyền thông quốc nội cũng như quốc tế. Chỉ ở thành thị những tiếng la phản kháng mới được lắng nghe và do đó trở thành một sức mạnh uy hiếp chế độ. May, ngày nay có một phương tiện có thể bù đắp các thiệt thòi của các nông dân, phương tiện truyền thông đại chúng. Trong những năm qua, truyền thông, chủ yếu là các trang mạng xã hội, từ blog đến Facebook, đã chứng tỏ tính hiệu quả của nó. Gần đây, vào tháng 2 năm 2016, một tổ chức bảo tồn thiên nhiên thông qua Facebook tố cáo một vụ xâm hại rừng ở bán đảo Sơn Trà thuộc Đà Nẵng. Lời tố giác của họ đã được lắng nghe và được nhiều người ủng hộ. Thành ủy Đà Nẵng không thể giữ im lặng được nữa. Họ đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều tra và cuối cùng đã cách chức hai cán bộ kiểm lâm là ông Trần Văn Thanh và Lê Phước Bảy. Gần đây hơn, vào đầu tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra công văn với nội dung đuổi học một tuần những học sinh và sinh viên vi phạm luật giao thông. Chỉ thị ấy đã bị phản đối kịch liệt, chủ yếu trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trước sức ép của dư luận, Sở Giáo dục đã họp với Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cuối cùng đi đến quyết định hủy bỏ chỉ thị vô lý ấy. Từ những sự kiện nêu trên, chúng ta có thể rút ra được một số bài học chính. Thứ nhất, để thắng lợi, các cuộc xuống đường biểu tình cần đến số lượng, càng đông người càng tốt. Công an có thể đàn áp dễ dàng các cuộc biểu tình lẻ tẻ vài ba chục người. Nếu con số lên đến vài ba trăm, chắc chắn công an sẽ lưỡng lự. Nếu con số lên đến vài ba ngàn, lại tập trung ngay ở những con phố chính, khả năng chiến thắng sẽ rất cao. Thứ hai, bản thân các phương tiện truyền thông đại chúng, cụ thể nhất là Facebook, cũng là một vũ khí rất hữu dụng. Nó khuếch âm các yêu sách của quần chúng và thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó tăng cường sức mạnh cho các cuộc xuống đường biểu tình. Thứ ba, biện pháp tối ưu để các cuộc tranh đấu được thành công là sự kết hợp của cả hai yếu tố nêu trên, số người và truyền thông đại chúng. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Mai Văn Phong, bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2015, bị tuyên án 3 năm và 6 tháng tù giam với tội danh chống người thi hành công vụ.
một dân oan đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 9:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.